là nữ ca sĩ Như Quỳnh, là một trong những ca sĩ đã có gắn bó với nghệ sĩ Chí Tài trước đây. Em chào chị Như Quỳnh. Xin chào tất cả quý vị khán giả yêu thương của Chí Tài. Như em nói đó là chị đã có những cái đóng góp và hát chung với em Chí Tài rất là nhiều lần. Thì hôm nay đưa tiếng Anh thì chị có cảm giác như thế nào? Thật sự chị không thể nói được nhiều, tại vì chị với anh Chí Tài là có nhiều kỷ niệm lắm, rất nhiều. Và chị nghĩ rằng chị không còn nước mắt để khóc nữa. Từ cái sự mối liên hệ với anh chị em nghệ sĩ anh Chí Tài và chị Phương Lan, và đặc biệt là cái kỷ niệm nó quá nhiều. Thì em vừa khác vừa nói chuyện với nhau thì đối với chị thì quá nhiều rồi, nó bây giờ thời gian không có thể kể hết đúng được. Rồi. Nhưng mà anh Chí Tài ra đi quá là đột ngột, thì chắc là chị cũng rất là sốc khi nghe cái tin mà anh Chí Tài mất phải không? Không chỉ riêng chị đâu mà tất cả các anh chị em ca nghệ sĩ đều rất là bàng hoàng. Chị phải dùng cái từ bàng hoàng, và khán giả nói chung nó thương yêu anh Chí Tài trong nước lẫn ngoài nước nữa. Không ai có tin được, không ai tin được. Như chị và cũng như chúng em biết là nghệ sĩ Chí Tài lúc nào cũng đem niềm vui cho khán thính giả. Vì vậy thì chắc là ngày xưa mỗi lần đi hát chung và hay là thâu âm thì chắc cũng có nhiều kỷ niệm vui phải không chị? Vui lắm, tại anh Chí Tài là người là có phòng thâu riêng, và chị đã từng có thâu âm với anh Chí Tài. Và anh Chí Tài là người đàn anh và người thầy của chị, đã chỉ cho chị rất nhiều. Chị nhớ lắm là CD từ nơi có hay, là một cái những CD là anh Chí Tài đã hướng dẫn và chỉ dẫn cho chị rất nhiều. Và chị rất may mắn là được trung tâm thứ nhất phát hành, và anh Chí Tài đã thương yêu chị vô cùng, chị không thể nói hết được. Và những cái ký ức lại buồn rồi. Chị nhớ bây giờ chị không còn có cơ hội đi được gặp ảnh nữa, và không còn cơ hội để mà có thể được ảnh giúp đỡ nữa rồi. Chị chỉ biết chia sẻ như vậy thôi, chứ chị cũng không có, như chị nói, hết nước mắt rồi em. Khóc không nổi nữa rồi. Và chị em mình và cũng như khán thính giả khắp nơi trên thế giới rất là thương nhớ anh Chí Tài, một nghệ sĩ có tài. Đúng vậy, Jimmy. Chị cảm ơn Jimmy và tất cả các khán giả thương yêu. Hãy cùng với anh chị em mình để nhớ lại anh Chí Tài và không những giây phút này và mãi mãi về sau. Em cảm ơn chị Như Quỳnh đã góp tiếng nói trong ngày đưa tiễn anh Chí Tài. Cảm ơn Jimmy, và chị cảm ơn tất cả khán giả đang theo dõi.